Trúc Trương và Thông Trần. Xin mến chào các bạn cũng như quý vị trở lại với chương trình Tâm sự Địa ốc của chúng tôi. Nếu như quý vị nào mà có nhu cầu về mua bán nhà, cơ sở thương mại hay tái tài trợ, xin đừng ngần ngại gọi cho Trúc Trương hoặc Thông Trần tại 714-717-3691. 714-717-3691. Trúc Trương và Thông Trần làm ở Nam Cali, California nha các bạn. Năm vùng đúng nha các bạn: Los Angeles, Riverside, San Marino, and Ventura, and Orange County nha. Nếu các bạn nào ý định mua nhà hay muốn đầu tư hay muốn cần tư vấn hay những câu hỏi gì, đừng ngần ngại cho trong thông bằng Trúc Trương 24/24 nha bạn. Số phone là 714-717-3691, hoặc là các bạn có thể vô cái kênh YouTube của Thông Trần và Trúc Trương là Tâm sự Địa ốc nha bạn. Tâm sự Địa ốc có thể là các bạn, trong đó có nhiều cái video clip để hướng dẫn từ bắt đầu khởi mình muốn mua cái nhà, để mình chuẩn bị mua nhà sao thì mình chuẩn bị sao, hay là các suy nghĩ hiện tại, cái giá nhà hiện tại như thế nào, rồi cũng cập nhật ở trong cái YouTube của Thông Trần và Trúc Trương nha các bạn. Để bắt đầu với cái chương trình của ngày hôm nay đó, thì Trúc Trương và Thông Trần sẽ đưa ra một cái chủ đề là thật kinh khủng, giá nhà Cali vẫn tăng vọt. Thì cái tại sao mà Trúc Trương và Thông Trần đưa ra cái chủ đề này? Vì Trúc Trương vừa mới đọc sơ lược một số tin tức từ cái trang web của Hiệp hội Địa ốc ở California, thì họ đưa ra cái con số là cái trung bình cái trị giá căn nhà của tại miền Nam bây giờ nó đã tăng tới một căn nhà là 813.000 một căn, với cái giá trung bình cao vậy đó em, 813.000 900 mấy, coi như là gần 814.000 một căn nhà trung bình ở California. Thì nếu so với cái trị giá căn nhà, cũng là xem cái diện tích nhà, số lượng phòng như vậy đó, thì khoảng năm 2020 đó, khoảng tháng 3, tháng 4 năm 2020 là năm ngoái đó, thì trung bình nó chỉ khoảng từ 601 cho tới 650 thôi. Là năm ngoái đó, 601, 650. Mà tháng 3 vừa rồi của năm 2021 đó, thì Trúc Trương và Thông Trần cũng nói là bây giờ giá nhà năm nay nó lên cũng khoảng 750, 760 rồi. Là mới tháng 3, tháng 4 vừa rồi thôi. Bây giờ, hiện tại bây giờ đó, trong tuần vừa rồi, cuối tuần vừa rồi là ngày 22 tháng 5 đó, là cái bên Hiệp hội Mua bán nhà của Cali họ ra cái thống kê đó là từ tháng 3, tháng 5 giá từ 760 mà bây giờ nó đã tăng vọt lên tới 813.000 một căn nhà ở California. Thì quý vị đều thấy đó, nó tăng vọt một cách kinh khủng, mới vừa tháng trước tháng sau mà đã lên là coi như là mấy chục ngàn ha, gần cả trăm ngàn rồi. Có nghĩa là bây giờ nó lên hàng tháng đó các bạn ơi. Mà nếu mà Trúc Trương, mà cái đó là không có gì ngạc nhiên, tại không có Trúc Trương đi chở khách hàng đi mua nhà, bây giờ là mình không biết khuyên như thế nào. Khách hàng mà thích sao thì mình chỉ offer vậy, chứ mình không có cái lời khuyên. Mà nếu mà khách hàng hỏi á, mình á, em thích cái căn này lắm, em offer sao để được lấy này, để em biết là mình phải trả lên, thì Thông nói là phải giá như vậy thôi, thì tùy theo khách hàng. Mà nếu như vậy á, là từ năm ngoái đến năm nay là lên 25% đó em. 25%, các bạn cứ nghĩ đi, nó lên như là diều gặp gió. Mà thường thường á, địa hình nhà cửa theo kinh nghiệm của Thông, với lại cái kinh nghiệm của Thông với Trúc làm lâu rồi đó, là nhà đó mà thường thường trung bình mỗi năm là lên từ 3-5% thôi, mà trong vòng một năm mà phải lên 25%, cái này rất là khủng khiếp. Rồi những người mà em còn nhớ, những người mà năm ngoái mình khách hàng mình mà cứ chần chờ không mua có 20% không, là nghĩa là bây giờ 20% đó là dục đi luôn rồi đó các bạn, là mình không có đủ tiền để bây giờ mình phải bù vô cái trị giá thị trường để mình đấu với người ta đó. Đó thì là cái giá nhà thật kinh khủng đúng không nè. Thì theo thống kê đó, thì California đó cứ mỗi ngày là có trung bình đó, từ 1.200 cho tới 1.600 căn nhà được bán.
Đó là giống như là được đóng hồ sơ đó là từ 1.200 cho đến 1.600 căn nhà đã được bán. Mà trong khi đó một tuần lễ vừa rồi đó thì nó hơi chậm. Nó chỉ khoảng mỗi ngày chỉ đóng được có 802 căn thôi. 802 Thì căn nghĩa là xuống mà 1/3 so đó. với 1.200 căn nhà trung bình đúng không? Thì cái những căn mà ở trong SO đó thì nó chỉ có 972 căn một ngày. Mà những căn mà new listing á, thì chỉ có là 911 căn trên toàn Cali đó là mới có new listing mỗi ngày thôi. Thì theo cái thống kê như vậy thì quý vị đều thấy đó, cái tuần vừa rồi á, không biết sao thì cái tất cả đều chậm ha. Tất cả đều chậm mà nó slow down xuống. Đó, nhà đóng chậm, nhà đóng ít, ít nhà lên thị trường hơn. Thì theo một số agent đó thì theo cái một số agent thì khoảng từ 47 cho tới 59% agent đó thì nghĩ là có thể tuần sau có thể next week thì những cái người người ta suy nghĩ mua bán nhà còn bán nhà đó có thể là tăng vọt lên. Giá nhà cũng có thể tăng vọt lên chút đỉnh nữa chứ không phải là như bây giờ nữa. Cái đó là theo kinh nghiệm của những người realtor đó họ họ thống kê ra thì thấy là Thì cái đó cũng không là ngạc nhiên, em còn nhớ cái kỳ rồi tuần rồi mình có cái clip mình nói về mà trong vòng 18 tháng mà là sáu sáu người chủ nhà sẽ có một người bán em đó không, đúng rồi nhưng cái mà đó tình là hình đó nó nhất đó nhì đó là summer rồi, người ta đó dọn nhà bán cửa để ta đúng rồi dọn cho ready cho cái mùa để năm sau cho con người ta học hành đó. đó thì Em thể cũng có gặp thể là cũng vậy. bắt đầu là 1-2 tuần nữa là các trường học cũng bắt đầu nghỉ học rồi tới sau summer tới rồi thì người ta sẽ plan đưa nhà lên bán lên thị trường nhiều hơn là cái mùa này tại chuẩn bị người ta move nhà đổi trường học rồi cho hay hoặc là đổi việc làm nhân dịp mùa hè con Với cái nghỉ. lại những người chủ nhà mà định bán nhà đó, bây giờ người ta nghĩ là nhà cao rồi, người ta cũng hơi người ta không chần chờ nữa, người ta đem nhà đó đã bán luôn ha. Đúng rồi. Thì trong 2 tuần trước đó, 2 tuần trước thì cái interest rate tự nhiên nó xuống thấp một chút ha. Bây giờ nó lại trở lại cũng 3 chấm hay 3 chấm 1 2 năm. Tại cái interest rate thấp á, tại vì bây giờ người ta đổ vô ta mua cái bond, mà nếu người người ta đổ mua vô bond á, thì interest rate nó sẽ thấp xuống. Ta thấy cái stock bây giờ á nó không có dựng nữa, người ta đi mua cái bond ha. Đó. Thì anyway nó cũng xuống là có nghĩa là nó xuống chừng 2.7, 2.8 rồi nó lại trở lên 3.3.1, 2 năm thì nó cũng không có difference nhiều nhưng thật ra thì nó cũng gọi là Thấp quá thấp rồi cũng còn quá dưới thấp dưới 4 chấm là quá thấp rồi. nhưng mà theo theo một số lender họ thống kê đó thì họ thấy là cái lượng mà người apply cho cái loan á bây giờ nó giảm chứ nó không tăng. Nó lại giảm mà trong khi đó mình thấy nhà cửa vẫn vẫn còn hot ha mà tại sao là cái loan lại lại cái application nó ít hơn cái lượng người Tại mượn. thông theo cái kinh nghiệm thông á, thông 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 đã nhắm trước đó là cũng đã một nửa năm năm rồi. Tại vì em còn nhớ mấy tháng trước anh còn nói em á là lúc mà sau khi cái khai thuế đó, em nhớ không, khai thuế là 17 tháng 5 á là deadline khai thuế á, là những sau đó những người đi mượn nhà nó sẽ không qualify nữa. Tại vì lúc năm 2020 em nhớ không, là người nào cũng thất nghiệp, người nào cũng ở Đúng rồi. nhà, rồi với lại công ăn việc làm cái small business cũng đóng cửa, nên giờ đa số là người ta khai lỗ hết. Nên lúc người ta khai lỗ xong, lúc mà qua cái tháng 5 ngày 17 tây á, là người ta phải dùng cái khai thuế mới của năm 2010. Trước đó trước trước tháng 5 ngày 17 tây á, người ta vẫn dùng lại cái 18 với 19, nên người ta vẫn qualify để cái loan. Nhưng bây giờ á, là qua qua cái thế rồi, bây giờ người ta phải dùng 19 tới 20, mà 20 lại không có income nên cái loan không khoản vào cái đó này, thì cũng không có ngạc nhiên. Đó. Thì chính vì vậy mà cái phần mà mượn loan đó cái xin mượn loan để mua nhà cũng giảm bớt đi nó giảm bớt có thể là cũng một số là do khai thuế
hay hoặc là một số bây giờ đó, những cái người mà người ta đi làm mà khai mà W2 rõ ràng đó, thì đôi khi người ta chỉ không có đủ cái khả năng để người ta mua với cái trị giá căn nhà bây giờ, thì chỉ có một số người người ta để dành tiền từ bấy lâu nay ấy, bây giờ người ta mua cash. Thì cái số người lượng cash mà quý vị biết nha, không phải là chỉ riêng Cali mà tổng coi như là toàn nước Mỹ đó, cái số mà cái tỷ lệ mà người mua cash là chiếm 20% rồi Gửi đó, toàn nước Mỹ đó wow. chiếm 20% cái lượng người mà mua nhà đó là mua cash rồi đó. Là quý vị cũng thấy là tại sao là tự nhiên nhà cao mà vẫn nhà bán vẫn hot đúng không, vẫn hot, vẫn nhiều người đi mua, là tại vì những cái thành phần đó người ta có tiền để dành sẵn bao nhiêu lâu nay rồi đó, thì bây giờ người ta có cái cơ hội thì người ta bung ra người ta mua, thành ra tỷ lệ là 20% cash buyer Có em là rất nói là là cao. cái chủ nhà ở trên nước Mỹ là 60% là Á Châu đúng không? Hơn chứ, cái theo tin tức mà Trúc Trương nghe ngày hôm qua đó ở trên mấy cái đài tivi đồ đó, thì là hơn 60 mấy phần trăm á, sáu mấy phần Wow. trăm người chủ nhà đó, người làm chủ một căn nhà đó là những người Á Châu, những người Á Châu, mà trong đó đó nói riêng biệt ra đó là người Việt Nam mình là làm chủ nhà nhiều nhất. Cái này không hơi ngạc nhiên nè. Từ xưa giờ mình cứ nghĩ người nào nói Chinese, Chinese đem tiền qua mua nhiều nhất, Chinese phá nhiều nhất vay tiền, mà mình cứ nghĩ là Chinese là đứng nhà cửa mua nhà nhất nhiều nhất. Thiệt ra không phải đâu các bạn, người Việt Nam mình mới là giàu đó, Người Việt Nam là mình giàu lại thông minh là mà vừa giàu, đúng rồi, vừa lại thông minh vừa là vừa giàu. làm chủ căn nhà nhiều hơn những sắc dân khác đó. Cái thứ nhất là theo Trúc Trương nghĩ á, là tại vì Việt Nam mình hay có câu á, là giống như là thường là người ta nói là giống không không phải tất đất tất vàng, giống như là an cư thì lạc nghiệp, có Đúng nghĩa rồi. là phải có căn nhà trước rồi mình mới làm lập nên sự nghiệp. Chính vì vậy mà Việt Nam mình làm chủ nhà nhiều lắm, là cái lượng chủ nhà là khỏi nói rồi, hơn là những cái sắc dân khác. Cái đó Vậy là là cái tin tức của mình phải hãnh diện nha các bạn. Mình phải hãnh diện là mình là người Việt Nam là giàu mua sở hữu nhà nhiều nhất nha. đó là làm chủ một căn nhà là nhiều nhất đó. Thì có nghĩa là mặc dầu là cái income hay hoặc là ảnh hưởng của Covid, nhưng mà đó Á Châu mình đó hay có tính tiết kiệm dạng giống như để dành dụm đó, thì cho dù mình có bị cái chuyện gì xảy ra, những cái khủng bố hay hoặc những thiên tai hay bất cứ cái gì, thì người Việt Nam mình, người Á Châu mình nói riêng mà nói chung, mà người Việt Nam mình nói riêng đó, thì là họ vẫn có tiền để dành, để cho bất cứ cái trường hợp nào xảy ra thì họ cũng có để họ phòng thân đó. Thì có nghĩa là nó không ảnh hưởng gì đối với người Việt Nam mình đâu. Thiệt ra nói ra cái đó là cái culture, là cái truyền thống nè, cũng như đặc dục đặt theo Thông nè. Hồi xưa gia đình Thông cũng nghèo lắm, Thông bây giờ Thông đi làm á, thiệt ra nói là nó 10 đồng Thông không cũng gán, có nếu xài chi phí lắm, at least Thông cũng phải để dành 3 đến 5 năm đồng, chứ Thông không bao giờ làm 10 đồng mà xài 10 đồng đâu, tại vì mình không biết ngày mai như thế nào. Người Việt Nam mình tốt nhất là cái đó đó em, Đúng rồi, tằn chịu tiện khó tằn tiện. để dành dành dụm đó. Thì tiếp theo đó thì Trúc Trương cũng có thấy một cái tin tức đó, họ nói đó cái vấn đề mà cái tỷ lệ mà foreclose hồi xưa mình nghĩ là cái tỷ lệ foreclose gần bị foreclose đó, nó có thể nó tăng, nhưng mà bây giờ đó theo thống kê họ lại thấy là nó đang giảm từ từ từ, là cho những cái chương trình mà forbearance kỳ trước đó, mấy kỳ trước mà lúc cái Chính mùa phủ nó bảo trợ cho mình đúng không có rồi nhiều nhà đó forbearance đó, à. thì là mình cứ nghĩ là những cái trường hợp đó có thể là cái tỷ lệ foreclose sẽ tăng cao, nhưng nó lại ngược lại đúng không nè. No. Theo ông Phong nghĩ cũng đúng, tại vì bây giờ forbearance nó xuống giảm vốn, tại vì những người có khả năng, những người làm income cao bây giờ người ta thấy ok tình hình được ổn định, mở cửa rồi người ta đi làm lại thì người ta sẽ trả đi, người ta bắt đầu đã trả thì cái số đó nó ít, tại vì mới mới đầu tiên nó bị Covid đó thì người nào cũng apply một lượt, rồi sau đó apply là nhiêu đó thôi,
rồi xong bây giờ thì mấy người thì khả năng người ta trả thì cái number cái con số nó xuống. Đúng rồi. Nhưng mà theo không nghĩ á, cái số mà còn lại mà low income á, cái cơ hội nó forecast vẫn cao, theo thông nghĩ, tại vì họ vẫn chưa chưa chịu trả. Thì cái này là họ chỉ nói là thống kê chung thôi, thống kê chung đó là từ những cái thay vì lúc qua những năm tháng trước đó là cái tỷ số là có tới 6.83% lực đó, là những người trả trễ nhà tiền nhà đó 66.83%, mà bây giờ nó xuống chỉ còn có 4.84% thôi, là cho những người trễ từ 30 ngày cho tới 90 ngày không trả tiền nhà đó, thì bây giờ nó giảm rồi, thì có nghĩa là cái cơ hội mà bị foreclose thì rất là ít, cũng có chứ không phải không, ở thời điểm nào thì cũng có, nhưng mà trong lúc này thống kê thì họ nói là nó từ từ nó giảm, nó hy vọng là nó sẽ giảm bớt càng càng nhiều càng tốt đó. Thì cái đó là theo thống kê, còn như như Trúc Trương và Thông Trần biết đó, bây giờ nhà khắp nơi đều hot, thậm chí không phải những căn nhà mà đang có, những căn nhà cũ mà đang đang list trên thị trường, mà thậm chí những cái căn mới bây giờ những builder xây đó, những cái builder họ xây lên những cái khu vực mới, căn mới hoàn toàn đó quý vị, thì Họ có cái luật lệ mới nữa nha. bây giờ họ đưa ra những cái khó khăn lắm, những cái giấy tờ rồi những thủ tục rồi những cái điều khoản họ đưa thêm, thí dụ như ngày xưa mình tới Mua một cái căn nhà mình coi cái model mua home hộ đúng không, mình chọn cái plot đó, cái plot đó mình thích cái khu cái hướng này hướng kia, hoặc plot đường trong đường giữa đường ngoài gì đó mình chọn, xong rồi mình chọn cái model nhà thì xong mình deal với nhau giá cả rồi đúng không, thì tới ngày á họ xây xong, mình ký contract xong rồi gì thì tới ngày họ xây xong họ chỉ giao nhà cho mình cũng như thôi. là cái lúc cái thời gian đó là căn nhà 600 ngàn là họ xây vô mình vẫn trả 600 ngàn chứ Ừ mình không có thêm bớt đúng rồi ngoại trừ mình upgrade thôi nha. đó, thì hồi xưa là như vậy, nhưng bây giờ đó họ nói là cũng đúng, thật ra họ đưa ra cái lý do cũng đúng là bây giờ tại vì trong cái thời gian xây cất có thể vật liệu nó lên, tại bây giờ những cái đồ lâm Lâm binh binh nè, những cái cái sắt đinh thép mà những cái đinh nhỏ cái vít quẳng lên cái gì sắt cũng thép để xây dựng lên. dàn nhà đồ đó, cái những cái ấy đó xây dựng nhà nó sắt thép này lâm binh đều tăng giá, chính vì vậy họ có cái lý do, họ có cái lý do để tăng giá. Thí dụ như bây giờ hồi xưa mình ký contract xong mình chỉ cần tới ngày mình lấy căn nhà đó, bây giờ họ sẽ bắt quý vị ký thêm một cái điều khoản là trong cái thời gian mà xây dựng xây cất chưa có giao nhà mà lỡ vật liệu xây dựng đồ nó mà tăng lên thì họ sẽ tăng giá của mình luôn, thì quý vị phải đồng ý, nếu không đồng ý thì họ sẽ hủy cái contract đó mà họ bán cho cái người khác, chứ không phải như ngày xưa không dễ dàng. Thành ra là cái đó là theo cái tin tức Trúc Trương đọc ở đây đó là hết 47% những cái builder bây giờ họ đưa ra những cái điều khoản đó, 47% là coi như gần phân Mà nửa cái rồi. lực đó gọi là lực gì vậy em? Thật cho khách Cái không, cái đó là đó như Trúc Trương nói là cái à. điều khoản đó mình phải Ừ. ký vô là Rồi. đồng ý là khi nào mà họ muốn cái thay đổi cái giá thì mình cũng phải đồng ý đó, thì không là Tại phải vì thì bán cho người theo khác thông thôi. biết á, là bây giờ những người chạy xe truck hay là những người mà làm chuyên chuyển á, hình như người ta vẫn chưa chịu đi làm. Với lại cái đồ nó vẫn còn ứ trong cái bãi này nên 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 vật chất nó vẫn còn lên. Thì thấy không, cái là coi như là phân nửa builder là họ muốn đưa ra những cái điều khoản đó để họ bảo vệ cái quyền lợi của họ thôi đúng không, trong lúc đó lỡ họ ký mình cái căn nhà đó 700 ngàn mà lỡ họ xây cất của ơi nó họ không còn lời nhiều nữa đúng không, họ không còn lời nhiều nữa thì đương nhiên là họ phải tăng tăng cái giá trị căn nhà lên, thì nếu mình muốn thì mình mua, không thì cũng có người khác vô mua, tại bây giờ ai cũng có tâm lý như vậy nè quý vị thấy ha. Thí dụ như mặc dầu cái căn đó ở trong khu thì cái đất nó nhỏ hơn đi đúng không, cũng là single house, có nhiều khu nó cũng là single house nhưng mà nó lại ở trong khu, thì cái đất cho dù có lớn lắm thì chừng khoảng 3-4 ngàn square feet thôi là mình cho nó là lớn rồi, thường trong khu đó
Thì bây giờ họ xây họ bán ví dụ 700 mấy đi, 700 800 một căn, mà trong khi đó nó ở ngoài mình mua cái căn bây giờ đó, căn nhà house ở ngoài bây giờ 800 mấy mình mới mua được căn nhà, mà mua căn cũ thì nhiều người lại nghĩ thôi mình mua trong khu đi. Tại thật ra những cái builder mới bây giờ đó, họ xây những căn nhà bây giờ cái SOE nó thấp lắm ha, nó thấp hơn ngày Thấp hơn. xưa. Nó không có Melo ru nữa, mà tiền có thể là tiền SOE nó chừng có mấy chục đồng hay trăm mấy à. Những cái khu mới bây giờ chút chưa người thấy nó lại rẻ, cái tiền SOE nó lại rẻ hơn. Tại vì mấy cái city đó nó cũng bỏ học hết một bài học rồi, em nhớ năm 2003, 2004, 2005 không? Cộng vô me ru nhiều quá nên người ta giờ người ta không không muốn mua vô mấy cái khu đó nữa, mà mấy nếu mà cái khu đó mà không ai mua vô á thì người ta không có tiền để chi phí develop lên cái khu vực đó, Đúng nên rồi. chẳng thà người city á không muốn lấy cái đó, mà nhưng mà dân số vô nhiều thì có nhiều người mà lấy ít thành nhiều. Đó thì bởi vậy cái gì cũng vậy đó, người ta lại nghĩ như vậy, chính vì vậy người ta có thể người ta mua cái nhà, thích mua cái nhà mới thì là cũng bị, không phải mua nhà mới là sung sướng, cũng bị những cái điều khoản mới đó nó ảnh hưởng. Tại tất cả khi kinh tế nó xuống á thì nó ảnh hưởng tất cả mọi ngành nghề, mọi nơi, mọi mặt thì ai cũng bị ảnh hưởng ít nhiều thôi. Thì cái video này Trúc Trương và Thông Trần chỉ đưa ra những cái tin tức mới để mọi người biết mà nắm vững, để mình biết của mình trong cái trường hợp nào mình tìm hiểu kỹ hơn. Đó thì nếu như mà quý vị thấy cái video này thật hay, thật có ý nghĩa thì cho Trúc Trương và Thông Trần một cái like, một cái share. Cũng như nhớ những cái quý vị mới thì nhớ subscribe cho Trúc Trương và Thông Trần để có thêm những cái video mới cập nhật cho quý vị thưởng thức thêm trong lúc cái thời gian mà rảnh rỗi. Thì Trúc Trương xin cảm ơn quý vị và chúc quý vị một ngày thật nhiều niềm vui và nhiều may mắn. Dạ, và Thông cũng chúc các bạn có niềm vui và may mắn. Nhớ lì xì cho Thông Trần và Trúc Trương một cái like, một cái share, một cái subscribe nha các bạn, để cho Trúc Trương và Thông Trần có niềm vui để cập nhật những cái tin mới để cho các bạn ha. Cảm ơn các bạn nhiều. Bye các bạn.